xin chào tất cả các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui vẻ. Các bạn ơi, trong cái video ngày hôm nay thì thật sự mà nói thì hôm qua mình đã được tặng một bộ sáo bò D 115 quả các bạn. Thì cũng khá là vui khi mà hôm nay mình sẽ cõng lên cho con diều đặc biệt. Con diều này là hôm trước mình có thả ấy. Nhưng hôm nay mình sẽ test lại với một trận gió to hơn các bạn nhé. Hôm trước gió to nhưng mà nay mình sẽ cõng cho con này 4m68 cõng thử một bộ sáo bò 3 cân 1 D115 quả anh em nhé. Đấy thì mình đoán cái ống này tầm khoảng độ D100 hoặc là D đâu đấy là khoảng độ D110. Thì hôm nay là mình sẽ thả con diều này các bạn nhé. Đang chờ một cơn gió rất là to. Và chỗ mình là gió, các bạn có thể nhìn thấy xung quanh khu vực chỗ mình lúc nào cũng có gió luôn. Không biết chỗ các bạn thế nào. Nhưng mà mình còn nghe thấy tiếng sáo nó kêu. Đây anh em có thể thấy. Đây bộ sáo này có thể các bạn thấy nét không? Thẳng nét từ trên lên trên luôn. Đó. Ít giời, nét thật. Cõng lên con diều này ra nắng nó sẽ càng nét các bạn nhé. Diều này 4m68 và hôm nay mình đã tiến triển hơn bằng cách là 7 đuôi cho con diều này các bạn ơi. Đây các bạn có thể thấy. Wow, tuyệt vời. Tuyệt vời luôn. Quá dã man. Tí con này phải sử dụng dây to các bạn nhé. Mình đã chằng khá là chắc. Đây, chắc chắn luôn. Các bạn thấy chắc chắn chưa? Đó, chắc chắn kiểu này tí nữa thân thể thả lên trời nó mới ok. Đàn bò. Mình thường thường mình chỉ chơi đàn bò khoảng độ 6 năm 7 năm và chưa bao giờ chơi cái dàn bò là 100 bao giờ. Đã thế này được bạn Bình tặng cho quả. Úi giời ơi, thích thế. Chuẩn bị là alo. Bộ sáo này mình nhớ có một cái, đó chính là đai đồng nha các bạn nhé. Nói đai đồng thế nhưng mà đây không biết có phải là đai đồng không, chắc là đai đồng thật đấy. Nhìn nó như kiểu là đai vàng. Không biết là gỡ ra có bán được không nhỉ. Nếu mà tính ra mỗi vàng không, bộ sáo này tầm 10 củ anh em ạ. Đấy, thế là giờ mình sẽ chuẩn bị là chờ ông anh mình vào nữa. Thế là sẽ cọc vào và thả nên trời một bộ sáo này cho tất cả các bạn xem. Mong rằng là các bạn sẽ yêu quý video của mình và hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh nha các bạn nhé. Để mình có thể thực hiện nhiều video hay hơn nữa trong tương lai và hiện tại. Ok. Rồi. Anh em ơi, cùng chuẩn bị lên nhá. Mình phải chạy tận ra xa xa chỗ này thì mới có thể nó có đủ gió lên được. Em đi làm sao? Nghĩ ok rồi. To vai trưởng các bạn ơi. Mình cũng hơi suy nghĩ. Giờ là đâm lại nha các bạn nhá. Mình phải đâm lại cho các bạn xem. Anh em cùng chuẩn bị thẩm âm nhá. Được, được, được. Hình đánh sang bên thì
trái. Kiểu đại này. To vậy. Dã man rồi anh em ơi. Cộng không biết, mình không biết là cộng quá cố hay là cố quá đấy các bạn ơi. Vì là con diều này có 4m68 thôi, cộng hẳn cho 3 cân 1 nha các bạn nhé. Thì hiện tại là mình đang thấy là hơi nánh sang bên tay trái một tí rồi, nhưng mà vẫn đi được nha các bạn nhé. Vẫn chịu gió ác. Cái tầm này mà gió to tí nữa thì ngon. Mình sẽ chạy về chỗ bố mình với anh mình xem thế nào các bạn nhé. Mệt vậy. Không có gió hả anh? Ôi rồi, hết gió rồi. Thôi hạ nhẹ nhàng, nhưng mà nó nặng hả anh? Nặng gì? Kéo phải kéo lưng đã giữ nguyên cho nó lên cơ. Không có gió hả anh? Hay nó nắng? Không, nó có gió ấy. Buồn cộng nặng. Đây là ông anh mình khi kéo diều. Anh cảm thấy thế nào anh? Rất phê. Rất sướng. Anh đã rồi kéo nặng này chưa? Chưa. Chưa. Lần đầu cả, cả bố cả anh mình cõng các bạn nhé. Mình là một người đâm diều nhưng mà cũng kéo từ xa mà không đón được gió này. Gió thật. Con chạy xa nhá. Giờ tay giết từ kia nhá. Đó. Thế thôi rồi. Điều đấy, mình chơi đi. Giờ gió mới đằng trên. Buồn thật. Không đủ gió cho con này nên các bạn. Hơi thả là pha. Nhưng mà nó có cất không anh? Không, gió này thì chỉ tầm đấy thôi. Nhưng mà không có gió ấy. Thôi là cộng nó nặng quá. Bây giờ nếu mà vòng này dây nhá, đọc có đứng ghìm cho nó nên không. Nó không, mình không phải kéo thêm đứa thêm một tí nào. Nhưng mà vừa xong nó nánh này bố. Nánh nhưng mà nó không bén gió mấy. Không bén gió. Mệt rồi. Không có gió cái này, buổi sáng này nó không có gió nữa. Kêu thôi. Không, nó kêu trầm. Nó phải có gió, nó đủ gió nó kêu. Với cái này cọc ở đâu vậy? Cọc của mình đang bị dính cọc đâu mà. Dây kia dính cọc. Không biết giờ tính sao con diều này. Em xuống đâm hết dây rồi nha. Ôi, hồi kẹo nữa. Không thì mày để tao đâm vô rồi mày. Vâng, chạy. Vậy anh đâm rồi à? Đi em ra em chạy rồi. Giờ vậy. anh mình mệt rồi thôi thì mình sẽ chạy phát các bạn nha. Nay mình chỉ đâm thôi chưa dùng sức mấy. Chạy phát thì mình sướng. À anh chỉnh nánh sang tay trái một tí nhá. À tay phải một tí nhá. Thuyết phục cho này nên bằng được thì thôi các bạn nhá. Có cần chỉnh cất nữa không anh? Cất nữa không hợp nhỉ? Con gió, con này nặng quá, sáo nặng quá, nó độc có đè con này xuống thôi. Bốn thường thường là tầm này phải 5m mới cõng 3 cân mấy, mình đây mình cho 4m68. Nó hơi nặng một tí, chắc chắn là phải gió rất là to các bạn nhé. Giờ nên lại lần nữa các bạn nhé. Ông kia đang kéo xuống rồi nhờ. Hết gió rồi, kia kéo xuống này kìa. Thôi khít ạ. Thôi cứ đâm nốt đi để con... Nó kéo kiểu xuống rồi mình đi đâm. Sáo to nặng không ấy đâu. Anh kia, thưa cứ đâm anh kia ạ. Ok, thì để con kéo con ấy nằm hoàn thiện nốt video. Nay thì không nên. Ok đúng không bạn ơi? Lên đường cao nhá. Thôi, thành công rồi anh em ơi. Buổi kêu vậy mà nhỉ. Ừ.
không gắt mấy. Rồi anh em nhá. Cuối cùng cũng giật được con bò lên. Chắc vừa xong con nghĩ là nó nánh. Cứ vượt gió ông đấy. Nên là các bạn nhá. Thôi con này cứ cọc ở đây. Để khi nào nó rơi thì lan nhặt về thôi. Hết dây đi. Thả hết dây luôn. Còn tí dây nữa thả hết luôn các bạn nhá. Từ bây giờ cọc ở đó trước các bố ạ. Còn giữ dây này. Mãi mới cho nó lên được các bạn nhé. Vừa xong đợt phát nãy tưởng không lên được. Thế là vẫn thì được ok không các bạn ơi. Con này thả chỉ có mấy người trên kia nhìn thấy thôi chứ còn nghe thì sáo rồi chứ về chúng mình không biết có nghe rõ. Toàn bên giao hồng xem các bạn nhé. Ê, cũng nhẹ không nặng mấy. Con này được cái con này mình làm xả gió tốt mềm các bạn nhé. Ui ui. Thả hết dây rồi. Thả hết dây chắc là đến đường là vừa ấy. Chưa đến đường. Rồi ok. Nghe vườn. Bộ này vẫn chưa gắt lắm các bạn. Đấy bó tuổi rồi. Ui, níp rồi. Níp rồi anh em ạ. Để lên lên một lúc nữa coi. Tầm này thả diều đúng phê luôn. Anh cảm ơn nhá. Mày xứng đáng 30. Thôi các bạn ơi, cuối cùng mình đã cho con siêu phẩm lên trời cùng với bộ bò mấy năm của anh em nhá. Đây 100. Khá là mệt luôn các bạn. Rất là mệt. Thả diều to này phải 3-4 người chơi chứ còn như một mình mà chơi thì không chơi được các bạn nhá. Đấy, có một người em đã trợ giúp nữa. Ok anh em thấy không? Nên trời cái chỗ tầm này khoảng độ cách 2-3 cây mà nghe sướng cực kỳ luôn các bạn nhé. Mấy người ở bên xã khác người ta cũng nghe thấy. Mình khẳng định luôn. Gió nó cũng không được to lắm các bạn. Nếu mà có rơi thì chưa rơi đến vệ kênh bên kia. Gió kiểu cũng không đều lắm. Thôi thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Nếu bạn thấy video mình hay cho mình xin một like và một đăng ký kênh, chia sẻ video của mình cho ông xem nhé. Và là muốn mua diều bên mình thì hãy nhắn tin qua Zalo theo ông trái màn hình giúp mình nhé. Hôm nay thả chưa đủ gió để mà cho con này. Bạn ơi, con bò này một mình tôi trông nên trời nó cứ kiểu như là không có gió các bạn ạ. Không đủ gió nên là nó không nên đậu lắm các bạn nhé. Nếu mà có gió đều cơ thì nó nên đậu thôi, nhưng đây không có gió, đang chập chờn đảo đảo để rơi này. Ok các bạn ơi, đây thì mỗi lần tôi đi thả diều thì cũng không sung sướng gì đâu các bạn nha. Nên là các bạn đừng tưởng tôi là thả diều này mà sung sướng. Giờ diều của tôi nó hết gió, một mình tôi kéo, một mình tôi thu dây vào các bạn. Đấy, trời lại sắp mưa nữa. Các bạn có thể thấy xung quanh tôi là mỗi mình tôi thôi. Bố tôi thì về có việc, anh tôi cũng về có việc luôn. Và chỉ giúp được tôi được như thế. Còn lại thả diều giờ vừa thu vừa mang diều về này, khá là mệt luôn các bạn nhé. Chia sẻ cho các bạn biết như thế. Còn anh em bảo mình giàu á, chẳng có đâu mà giàu đâu các bạn. Toàn giàu tình cảm thôi. Tình cảm này anh em có thể thấy diều mình rơi chỗ kia nha các bạn nhé. Giờ mình sẽ ra chỗ kia lấy gỡ dây về. Mình chơi diều là con này nó nặng lắm, mình không kéo được, xong là gió to ấy. Mình sẽ cứ vậy để cho nó bay, còn gió bé thì mình sẽ thả kiểu như là nó xa xa gần xuống mặt đất, xong bắt đầu mình kéo dây về một tí. Khi mà xa xa gần xuống mặt đất ấy, xong bắt đầu mình thả buông ra. Lúc ấy thì nó hạ rất là an toàn luôn các bạn nhé. Nhưng mà ngoài đồng này, gần như là lần nào mình quay video mình toàn phải ra đồng thôi các bạn. Nóng không quay video kiểu như là làm về mấy cái thử thách. Con này cũng vất vả đấy. Đây cũng là một thử thách rồi. Thử thách diều 4m68 cộng bộ bò D100 15 quả.
Bộ này thì cũng kêu êm lắm các bạn nhá. Bò này bò rất là hiền luôn, kêu rất là êm, nó không kêu phá, nó không kêu gắt đâu các bạn. Đây, anh em có thể thấy nằm rất là gọn ở trên cái chỗ cái mảnh đất này. Ok. Đây. Giờ mình sẽ cho con diều này về thôi các bạn nhé. Ok. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu bạn thấy video mình hay, cho mình xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ video của mình cho bạn không xem nhá. Và bạn nào muốn mua diều bên mình thì hãy comment xuống phía bên dưới video hoặc là nhắn tin qua Zalo theo góc trái màn hình giúp mình để mua nhá. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye.